Thì với cái bàn này thì em Linh đang bán với giá hoàn thiện là 27 triệu đồng với chân 14, vai 6, cổ mặt đây là giày 3 phân, khuôn mặt giày 5 và ván mặt là giày 2 phân ghép đôi. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Đình Hương. Thì thưa các bác, ngày hôm nay thì em Linh sẽ chia sẻ cũng như là báo giá cho các bác chiếc bàn án gian thờ giả Osa vào cái thời điểm hiện tại thì nó đang rơi vào khoảng bao nhiêu tiền. Thì giới thiệu đến tất cả các bác thì cái mẫu án gian thờ giả Osa này thì bên nhà em Linh làm cho các bác sử dụng rất là nhiều đối với các bác làm không gian phòng thờ từ đường, nhà thờ họ và đặc biệt là với các không gian phòng thờ gia tiên. Với những cái hàng án gian thờ giả Osa như thế này thì em Linh thiết kế với những cái ô đục, tứ quý, tùng trúc, cúc mai đều được làm là giày 4 phân liền tấm. Và với cái sản phẩm Osa này thì được các bác đón nhận vì lý do là nó mang nhiều cái nét cổ. Ngày xưa thì các cụ thường dùng những cái bàn Osa thì nó đục rất là cầu kỳ và thường là nó có những ô kính ở đây. Khi mà vệ sinh lau chùi thì nó rất là vất vả. Cho nên là em Linh ra cái mẫu Osa này để mang cái địa đơn giản đến trong không gian phòng thờ các bác. Và thứ hai là cái việc mà vệ sinh lau chùi thì nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Và với những cái bàn án gian thờ như thế này nó có một cái đặc điểm rất là nổi trội. Đó chính là nó không mất quá nhiều diện tích của các bác. Các bác có thể làm được với các cái kích thước theo yêu cầu. Từ các bác như kích thước phòng thờ nhỏ mini như ở chung cư hoặc là những cái kích thước phổ thông giống như cái hàng sập thờ mai điểu. Như cái bàn này thì em Linh thường hay làm kích thước là dài 2m17 hoặc là 1m97, chiều sâu thì sẽ rơi vào 1m07, chiều cao thì sẽ là 1m27 các bác ạ. Thì với cái bàn này thì em Linh đang bán với giá hoàn thiện là 27 triệu đồng với chân 14, vai 6, cổ mặt đây là giày 3 phân, khuôn mặt giày 5 và ván mặt là giày 2 phân ghép đôi. Trong cái bộ sản phẩm này thì em Linh cũng muốn giới thiệu thêm cho các bác về chiếc bàn cơm. Thì nó có cái tiện ích là đối với các bác mà phòng thờ nhỏ thì các bác có thể làm những chiếc bàn cơm như thế này để những ngày lễ Tết dỗ chạp thì mình sẽ để những mâm cơm cúng ở bên trên. Như em Linh đang thiết kế cho gia đình anh khách ở trên Kim Động Hương Yên thì anh muốn làm một chiếc bàn cơm vì không gian phòng thờ của anh cái chiều ngang này nó khá là nhỏ. Nên là anh muốn làm bàn cơm thì khi mà không sử dụng thì mình sẽ di chuyển vào bên trong gầm thì nó sẽ không mất quá nhiều diện tích và nó sẽ thuận tiện cho các bác trong cái việc mà các bác thắp hương các bác nhé. Và qua đây thì em Linh cũng sẽ giới thiệu cho các bác về cách kết cấu bên trong thang xà của chiếc bàn này để các bác có thể nắm rõ hơn cái sự chắc chắn của chiếc bàn án gian thờ giả Osa này các bác nhé. Thì với cái bàn án gian thờ giả Osa như thế này thì em Linh thì vẫn làm là ba xà hậu gối lên nhau đỡ cho cái phần khuôn mặt hậu để tránh nó bị võng mặt. Thì các bác có thể nhìn những cái kết cấu thang xà khi mà gối chồng lên nhau như thế này thì nó sẽ tăng thêm cái độ khỏe và chắc chắn cho cái bàn. Ngoài ra thì ở bên trong này thì em vẫn thiết kế làm cho gia đình bác cũng như là yêu cầu của các bác thường thì em sẽ làm là 9 thang 3 én. Và tất cả là đều được làm cùng một chất liệu gỗ hương đá 100%. Thì các bác có thể nhìn những cái đường nước ngang đối với những cái bác thợ mà tay nghề người ta cao thì bao giờ những cái chỗ này là em đều làm mòi mộng đàng hoàng và tất cả những phần ô cổ này là nong hết vào với nhau liền thành một khối hết các bác nhé. Vừa rồi thì em Linh vừa chia sẻ cho các bác về chiếc án gian thờ giả Osa cũng như là báo giá chi tiết cho các bác về cái sản phẩm này được làm bằng chất liệu gỗ hương đá. Các bác có câu hỏi nó liên quan đến cái dòng sản phẩm án gian thờ giả Osa như thế này, các bác cứ để lại comment cho em hoặc có thể liên hệ trực tiếp với em Linh để em tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi hết video ngày hôm nay. Em xin chào và hẹn gặp lại.